Chào mừng các quý vị khán giả yêu thích khám phá lịch sử đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Kính thưa quý vị, trong hàng ngũ tướng lĩnh kiệt xuất của vương triều nhà Trần, góp phần tạo nên các võ công lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. Thượng tướng Trần Nhật Duật, sinh năm 1255, mất năm 1330, được biết đến như một vị danh tướng độc đáo và đặc sắc bậc nhất. Sinh thời, giới quý tộc triều Trần thường gọi ông là Đức Ông Hoàng Sáu. Ông là con thứ 6 của vua Trần Thái Tông, với sự kính trọng không những về tài năng quân sự mà còn bằng khả năng am hiểu sâu sắc các thứ tiếng nước ngoài, phong tục, tập tục các vùng đất không riêng ở Đại Việt. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư lật mở những mảnh ghép về cuộc đời ông. Vài nét về tiểu sử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật sinh năm Ất Mão 1255 tại Kinh Thành Thăng Long, trong gia đình hoàng tộc nhà Trần. Ông là con thứ 6 của vua Trần Thái Tông và Hoàng hậu Thuận Thiên, em trai của vua Trần Thánh Tông và Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Từ thuở niên thiếu, Trần Nhật Duật nổi tiếng là hoàng tử hiếu học và sớm bộc lộ thiên tài. Do miệt mài học tập và khổ công rèn luyện, ông nổi tiếng hiểu khắp kinh sử, giỏi việc chính trị, quân sự, thông thạo ngôn ngữ và phong tục tập quán của các dân tộc người thiểu số trong và ngoài nước. Ông biết tiếng Hoa, tiếng Chim Thành, tiếng Sách Mã Tịch, tức Tumasik, nay là Singapore. Sử cổ chép rằng khi ông sinh ra, trên cánh tay có mấy chữ Chiêu Văn Đồng Tử, nên về sau ông được phong tước Chiêu Văn Vương. Bậc kỳ tài về văn hóa và ngôn ngữ. Từ thuở thiếu thời, Trần Nhật Duật nổi tiếng là vị hoàng tử hiếu học. Nhờ sự miệt mài học tập, khổ công rèn luyện mà tài năng của ông nở rộ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, am hiểu sâu về văn hóa, phong tục tập quán của nhiều dân tộc. Đặc biệt, ông còn rất ham mê ngoại ngữ. Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, ông thường cưỡi voi đến chơi ở thôn Bà Già, một thôn do vua Lý Thánh Tông đánh chiếm được của Chiêm Thành, nơi có nhiều người Chiêm sinh sống để luyện nói. Còn khi muốn học tiếng Trung, Trần Nhật Duật hay đến chùa Tường Phù để nói chuyện với nhà sư người Tống. Rồi mỗi khi có người nước ngoài đến Kinh Thành, ông thường mời họ về nhà chơi. Nếu là người Tống thì ngồi ghế đối nhau đàm luận suốt ngày, là người Chiêm Thành hay các dân tộc khác thì theo quốc tục của họ mà tiếp đãi. Sự khổ công phu của ông khiến khả năng ngoại ngữ của ông ngày càng tiến bộ. Đến mức có lần ông tiếp sứ thần nhà Nguyên bằng tiếng Hán một cách vui vẻ, tự nhiên suốt cả ngày mà chẳng cần phải nhờ đến phiên dịch hỗ trợ. Khiến sử Nguyên khăng khăng cho rằng Nhật Duật là người Hán ở Chân Định, gần Bắc Kinh, sang làm quan bên Đại Việt. Bởi chính tài năng vượt trội của mình, Trần Nhật Duật được vua Trần Nhân Tông giao đặc trách những công việc liên quan đến các dân tộc khác ngay khi ông mới 20 tuổi. Trong sách các triều đại Việt Nam có chép lại câu nói của vua Nhân Tông về ông như sau. Chiêu Văn Vương có lẽ không phải là người Việt mà là hậu thân của giống phiên Nam. Nhà ngoại giao biệt tài. Đời vua Nhân Tông. Sứ thần nước Sách Mã Tích, tên cổ của Singapore sang cống, không tìm được người phiên dịch, chỉ có Nhật Duật được dịch. Có người hỏi ông vì sao biết tiếng nước họ, ông nói: thời Thái Tông, sứ nước ấy sang, nhân có giao du với họ nên hiểu được đôi chút tiếng nước họ. Vua Nhân Tông từng nói về Nhật Duật: chú Chiêu Văn có lẽ là kiếp sau của người phiên lạc nên giỏi các tiếng nước đó. Duật là con của Thái Tông, em Thánh Tông, nên Nhân Tông gọi là chú. Theo lệ sứ Nguyên, sang thì phải phái theo người biết tiếng để phiên dịch. Tể tướng không trực tiếp nói chuyện với họ, sợ có sai sót gì thì đổ lỗi cho người phiên dịch. Tể tướng Nhật Duật thì không như thế. Khi tiếp sứ Nguyên, ông thường nói chuyện thẳng với họ mà không mượn người phiên dịch. Đến khi sứ về nơi nghỉ thì dắt tay cùng vào, ngồi uống rượu vui vẻ như bạn vẫn quen biết. Sứ Nguyên hỏi ông: ông là người Chân Định, tên một huyện tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đến làm quan ở đây chứ gì? Nhật Duật ra sức bác lại nhưng họ vẫn không tin vì ông nói tiếng của họ quá giỏi. Nhật Duật thường qua nhà của Trần Đạo Chiêu là người Tống, ngồi bên nhau nói chuyện phím hàng giờ không mỏi. Vua Anh Tông biết chuyện bảo Nhật Duật: tổ phụ là tể tướng, Đạo Chiêu tuy là người Tống nhưng đã có hàng lâm phụng chỉ, há nên ngồi nói chuyện với hắn. Nhật Duật thích chơi với người nước ngoài, thường cưỡi voi đến thôn Bà Già, hồi Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành, bắt được người Chiêm cho ở đấy. Có khi 3-4 ngày mới về, lại hay đến chơi chùa Tường Phù, nói chuyện với nhà sư người Tống, ở lại đến hôm sau mới về. Người nước ngoài đến kinh sư thường kéo đến nhà ông,
Nếu là khách Tống thì ông kéo ghế cho ngồi gần, trò chuyện suốt buổi. Còn nếu là người Chim hay người Mang khác thì đều theo phong tục của nước họ mà tiếp đãi. Nhà chính trị Khoan Hòa. Năm 1280, tù trưởng Đào Đà Giang là Trịnh Giác Mật vùng Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu chống lại triều đình. Vua sai Chư Văn Vương Nhật Duật trấn thủ Đào Đà Giang đi gọi hàng. Nghe tin Trịnh Giác Mật sai người đến ra điều kiện. Nếu trấn thủ một mình một ngựa đến thì Mật sẽ hàng. Nhật Duật nhận lời, sĩ quan can ngăn. Nhật Duật nói, nếu kẻ kia tráo trở với ta thì triều đình còn có vương khác đến. Rồi chỉ đem theo vài tiểu đồng cùng đi tay không vào trại Đà Giang. Khi tới trại, người của Trịnh Giác Mật cầm đau thương trùng trùng mấy lớp. Nhật Duật mặt không biến sắc, thẳng đến gặp Giác Mật. Mật mời ngồi đãi tiệc. Nhật Duật nói bằng tiếng dân tộc, ăn uống theo phong tục của người thiểu số. Người của Giác Mật đều tỏ ra vui vẻ, thích thú và cảm phục. Giác Mật đem gia thuộc đến doanh trại quy hàng. Đến kinh đô, Nhật Duật đem Mật và vợ con vào chầu. Nhà vua khen ngợi, các quan tỏ lòng kính phục vì không mất một mũi tên mà bình được đạo Đà Giang. Sau đó vua cho Mật về quê, được tiếp tục quản trị vùng Đà Giang, giữ con của Mật ở kinh đô. Con của Mật được Nhật Duật mến nuôi hết lòng, xin triều đình ban tước thượng phẩm và cho vào trong ao cá, sau cũng cho về. Những năm trấn thủ Tuyên Quang, Nhật Duật thường đi thị sát tình hình khắp vùng hẻo lánh. Trong một lần đi trên sông Gâm, gặp thủy nạn, người thiếp của ông bị chết đuối, người dân địa phương đã vớt được xác, chôn cất và lập đền thờ dưới chân núi Bát Tạ. Đền còn đến ngày nay, đó là đền Bát Tạ. Nhật Duật là người hòa nhã độ lượng, trong nhà không bao giờ chứa roi vọt để đánh nô lệ. Có lần ông sai gia đồng giữ thuyền, người này bị gia đồng của quốc phụ, tức thượng tể Trần Quốc Chẩn đánh. Có người đến mách, Nhật Duật hỏi có chết không? Người đó trả lời, chỉ bị thương thôi. Ông nói, không chết thì thôi, mách làm gì? Lại có người đến kiện gia tỳ của ông với quốc phụ Trần Quốc Chẩn. Quốc phụ sai gia đồng đến bắt. Người gia tỳ này chạy vào trong phủ. Người đi bắt đuổi đến nhà giữa, thét trói ầm ĩ. Phu nhân khóc lóc nói, ân chúa là tể tướng, bình chương Quốc Chẩn cũng là tể tướng. Vì ân chúa nhân từ nhu nhược nên người ta mới coi khinh đến nước này. Nhật Duật vẫn ung dung không nói, chậm rãi sai người bảo kẻ gia tỳ, mày cứ ra đi, ở đâu cũng có phép nước. Vợ ông là Trinh Túc phu nhân, từng có việc riêng xin với ông gật đầu. Đến khi ra phủ, người thư ký đem việc ấy trình lên, ông lại không cho. Chính sử chỉ chép kỹ biệt tài quân sự của ông trong chiến thắng Hàm Tử Quan tháng 5 năm 1285, nhưng trên thực tế, tài cầm quân của ông đã sớm được thể hiện từ trước đó, đặc biệt là tư duy quân sự mang tính chiến lược sâu sắc, một bộ óc quân sự phi thường, phục vụ hết sức hiệu quả trong các lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Trần Nhật Duật còn ghi tên mình vào sử sách như là một vị tướng đầu tiên dẹp yên nổi loạn bằng một bát rượu mà chẳng cần một mũi tên hòn đạn nào. Hãy cùng theo dõi những thông tin ở phần sau của video và đừng quên subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư nếu đây là lần đầu bạn đến với chúng tôi. Dẹp quân phản loạn với tài uống rượu bằng mũi. Năm 1280, tù trưởng địa phương ở đảo Đà Giang, Tây Bắc ngày nay là Trịnh Giác Mật nổi lên chống triều đình. Tin dữ đến với vua quan nhà Trần trong lúc nhà Nguyên đang sửa soạn xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Vì vậy, cần phải mau chóng dẹp ngay mối bất hòa trong nước. Người đảm đương trọng trách ấy không ai hơn Trần Nhật Duật. Vương tử trẻ tuổi dưới cờ hiệu trấn thủ Đà Giang đã làm lễ ra quân lên đường. Khi Trần Nhật Duật dẫn quân đến đảo Đà Giang, Trịnh Giác Mật sai người đưa quân đến doanh trại và nói, Giác Mật không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chúa dám một mình một ngựa mà đi đến, thì Giác Mật xin hàng ngay. Trần Nhật Duật nhận lời, rồi đem 5-6 tiểu đồng cùng đi. Các tướng can ngăn, ông thản nhiên nói, nếu y phản trách thì triều đình còn có người khác đến, không cần phải lo. Tới doanh trại địch không chút run sợ, Nhật Duật bình tĩnh đi giữa mấy vòng gươm giáo của đám lính. Sắc phúc kỳ dị, cổ ý, uy hiếp tinh thần hoàng tử trẻ. Ở phía hai cuối hàng lính, Trịnh Giác Mật đứng chờ sẵn. Đến nơi, tù trưởng chưa kịp mở lời thì Nhật Duật đã nói thẳng với hắn bằng chính ngôn ngữ và cư xử theo đúng phong tục của dân tộc xứ Đà Giang. Lũ tiểu đồng của ta đi đường thì nóng tay trái, đến đây thì nóng tay phải. Điều này khiến Giác Mật đến các đầu mục đều sững sờ, kinh ngạc trước sự am hiểu tiếng nói và tục lệ địa phương của Trần Nhật Duật.
nhưng vẫn muốn thử thách thêm vị hoàng tử của nhà Trần. Tù trưởng sai lính bưng mâm rượu lên rồi nheo mắt đầy thách thức, đưa tay mời. Chỉ có quả bầu cắt đôi sóng sánh rượu và đĩa thịt nai muối. Trần Nhật Duật không chút ngần ngại, tay cầm thịt ăn rồi vừa nhai vừa ngửa mặt, cầm bầu rượu từ từ dốc vào lỗ mũi, hết sức thành thạo. Sách Nhân dân Hà Nội có chép lại rằng Trịnh Giác Mật thấy thế vội thốt lên. Chiêu Văn Vương là anh em với ta. Nhật Duật bèn đáp, chúng ta xưa nay vẫn là anh em. Rồi gọi Tiểu Đồng đến gần, tự tay mở tráp, lấy ra những chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, trao tận tay cho từng đầu mục đạo Đà Giang và chọn riêng cho tù trưởng Giác Mật một chiếc vòng lớn, có lồng thêm một chiếc vuốt cọp. Sau đó Trịnh Giác Mật đã đem cả gia thuộc đến doanh trại của nhà Trần xin hàng. Mọi người thấy thế ai cũng vui vẻ kính phục. Khi về kinh, Trần Nhật Duật đã dẫn Giác Mật và gia đình theo vào yết kiến Trần Nhân Tông. Vua khen lắm, cho Giác Mật và vợ con về, chỉ giữ lại một người con ở kinh sư. Trần Nhật Duật hết lòng yêu thương dạy dỗ cho con của Trịnh Giác Mật, lại xin phong tước cho, sau này cũng cho về nốt. Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô. Trong chiến công lừng lẫy Hàm Tử, ngày nay thuộc huyện Khoái Châu, Hưng Yên, khi ông là người được giao tổng chỉ huy trận đánh với sự tin tưởng tuyệt đối của hai vua và Trần Quốc Tuấn, đánh thắng địch mạnh, tạo đà cho chuỗi chiến thắng tiếp theo, đuổi giặc Bắc ôm đầu máu ra khỏi biên giới Đại Việt. Cục diện chiến tranh trước trận Hàm Tử, ta và địch đang ở thế giằng co. Khi ấy, địch luôn nghĩ chúng ta mạnh hơn, kể từ khi Toa Đô phá vỡ ải Nghệ An, khi tính tới nước cờ hội sư với Thoát Hoang ở đất Thang, Thiên Trường. Cũng là ý đồ bắt sống được hai vua cùng toàn bộ bộ chỉ huy của Vương Triều Trần. Khi ấy Trần Quang Khải đã có những chiến thắng cục bộ trong tác chiến với quân đội Toa Đô sau khi phá vỡ được cửa ải và bắt đầu có phần mệt mỏi khinh địch. Khi ấy với đầy đủ thông tin tình báo và diễn biến từ các mặt trận, Trần Quốc Tuấn đã nghĩ tới một cuộc phản công, nhưng vấn đề là phải có một chiến thắng mang tính đột phá ngay trên đất Bắc và chiến thắng đó phải đủ sức làm thay đổi cục diện chiến tranh, mang thế lợi cho ta. Trong số những tướng lĩnh tài danh lúc ấy, Trần Quốc Tuấn và hai vua đã trao trọng trách cho Trần Nhật Duật đánh trận then chốt, đánh thẳng vào Hàm Tử. Hàm Tử khi ấy bao gồm toàn bộ binh thuyền quân tướng và một bộ phận sinh lực quân được Thoát Hoang cử đến do nguyên soái Toa Đô, hổ tướng Ô Mã Nhi cùng hàng chục viên tướng lão luyện chỉ huy. Nhận mệnh lệnh lên đường, Trần Nhật Duật ngã cờ im trống lặng lẽ tiến quân. Bộ phận tiền quân xuất phát trước, gồm các chiến thuyền đã được giấu trong dân trong các cuộc lui binh chiến thuật. Sức mạnh lòng dân thật là lớn lao như trời biển. Không những không thiếu một chiếc thuyền nhỏ nào mà dân còn sẵn hàng trăm chiếc thuyền sung cho quân đội chính nghĩa. Nơi các đình chùa, nhân dân nô sức sửa soạn tổng quân. Khí giới quân nhu nhiều như nước chảy, đặc biệt là khí thế đánh giặc vô cùng sôi sục. Nhận mệnh lệnh lên đường với hơn 1 vạn quân, nhưng khi đến Hàm Tử thì đội quân của Trần Nhật Duật đã lên tới 5 vạn người với gần 400 chiếc thuyền lớn nhỏ. Chiêu Văn Vương vô cùng xúc động, trò chuyện nói rằng: ta sẽ đại phá ở khúc sông này, thề sống chết với giặc ở đây, các ngươi hãy nhớ lấy. Tiếng hô sát thác vang lên rần rợn mặt sông. Đội tống binh của tướng Triệu Trung đang chuẩn bị nhận lệnh tiên phong đánh địch. Cũng chính lúc ấy, Vương nhận được thông tin toàn bộ hải thuyền của Toa Đô đang tiến gần và bọn chúng vẫn chưa biết đại quân của ta đã sẵn sàng nghênh chiến. Bình tĩnh để đoàn thuyền nặng nề của nguyên soái lừng danh Toa Đô tiến thẳng vào trận địa, Trần Nhật Duật mới cho nổ pháo lệnh và trút đại bác lên thuyền địch. Quá bất ngờ, Toa Đô lúng túng kinh hãi không hiểu quân nhà Trần ở đâu, nhưng từ trên trời rơi xuống, dưới lòng sông chui lên, nhăn nhãn trút bạo lửa xuống đầu chúng. Càng kinh hãi hơn sau khi những loạt đại bác là một đoàn quân Tống, quần áo Tống, cờ hiệu Tống ào ạt vung vút lên những chiếc thuyền nhỏ, lăn xả vào soái thuyền của Toa Đô. Quân ta càng đánh càng hăng, giặc càng đánh càng đúng thế. Ngay trong lúc thập phần nguy ngập thì Ô Mã Nhi đã kịp đến viện trợ Toa Đô. Đã có tính toán từ trước, Trần Nhật Duật tung đội quân do hộ tướng Nguyễn Khoái dẫn đầu xông thẳng đến đoàn quân cứu viện của Ô Mã Nhi với khí thế không gì cản nổi. Trận đánh ngày càng ác liệt, tỷ lệ quân số ta địch suýt soát nhau, nhưng ta vẫn thắng thế vì lòng quân mỗi lúc một hăng và dân binh ùn ùn kéo đến tiếp viện. Kết thúc trận đánh, ta tiêu diệt bắt sống được ước chừng 3 vạn, chiến thuyền gần 200, binh khí chất cao như ngọn đồi. Toa Đô và Ô Mã Nhi phải bỏ lính chạy tháo thân, nên một cảnh thảm kinh hoàng cũng là tiền đề cho chuỗi thất bại kế tiếp. Trần Nhật Duật, danh tướng tài giỏi mưu lược,
trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ hai 1285 và lần thứ ba 1288, ông thực sự là một danh tướng kiệt xuất. Năm 1285, quân Nguyên sang xâm lược nước ta, Trần Nhật Duật được trao trọng trách chỉ huy một cánh quân lớn của triều đình đóng giữ ở vùng Tuyên Quang ngày nay, đánh chặn cản bước tiến ồ ạt của quân Nguyên Mông do Thác Hoàng cầm đầu. Ông chỉ huy các tướng sĩ dưới quyền đánh nhiều trận xuất sắc, gây cho giặc nhiều tổn thất lớn. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, một cánh quân Nguyên từ Vân Nam tiến xuống theo đường quốc lộ Tuyên Quang. Lúc bấy giờ ông đóng quân ở thu vực Yên Bái, đem quân chặn đánh, rồi rút về Bạch Hạc làm lễ tuyên thệ, nguyện hết lòng trung thành báo đền ơn vua. Sau đó ông rút về Thiên Trường hội quân với đại quân của triều đình. Mùa hè 1285, quân ta tổ chức phản công. Trong năm chiến dịch lớn nhất có cuộc phản công chiến lược do quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đề ra và trực tiếp chỉ đạo. Năm chiến dịch gồm chiến dịch Tây Kết lần thứ nhất, chiến dịch Chương Dương, chiến dịch Hàm Tử, chiến dịch Tây Kết lần thứ hai và chiến dịch giải phóng Thăng Long. Trần Nhật Duật có vinh dự được cử làm chỉ huy chiến dịch Hàm Tử. Bây giờ ngoài lực lượng vốn có của ta, Trần Nhật Duật đã quy tụ không ít những người Trung Quốc lưu vong. Họ bị thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông nên chạy sang lánh nạn ở nước ta. Điều này làm cho quân Nguyên Mông rất bất ngờ và hốt hoảng, cho rằng đó là đội quân liên của nhà Tống và Đại Việt. Trần Nhật Duật đã cản phá quân giặc ở Hàm Tử, Hưng Yên. Lực lượng của Nguyên Mông nhanh chóng bị chia cắt, bị tấn công tiêu diệt bởi sự hợp đồng chặt chẽ của nhiều chiến dịch khác nhau. Chiến thắng Hàm Tử do Trần Nhật Duật chỉ huy có ý nghĩa vô cùng to lớn với thắng lợi chung của kháng chiến lần thứ hai, và cùng với cánh quân khác đập tan hệ thống phòng thủ phía nam Thăng Long, mở đường tiến về giải phóng kinh thành. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần 3 1288, danh tướng Trần Nhật Duật nhiều lần lập chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc ta. Trần Nhật Duật là một nhà quân sự lớn. Ông biết khôn khéo áp dụng phương pháp địch vận tác động vào lòng người. Ông là người kiên trì đường lối hữu nghị giữa các dân tộc, không kỳ thị giữa những dân tộc thiểu số mà người ta thường khinh miệt là mang di, mọi rợ. Biết liên minh với các dân tộc bị áp bức với mục tiêu chống kẻ thù chung. Hơn nữa, ông là người giữ vững sự đoàn kết giữa nội bộ vương hầu quý tộc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, Trần Nhật Duật là người nhã nhặn, độ lượng, mừng giận không lộ ra sắc mặt. Trong nhà không hề chứa roi vọt đánh nô lệ. Khi có đánh thì trước kể tội lỗi rồi sau mới đánh. Có lần gia đồng của ông bị gia đồng của quốc phủ, tức Trần Quốc Tuấn đánh, có người đến mách. Trần Nhật Duật hỏi có chết không, người ấy trả lời, chỉ đánh bị thương thôi. Ông nói, không chết thì thôi, mách để làm gì. Năm Đinh Mão 1267, Trần Nhật Duật được phong tước Chiêu Văn Vương. Năm Nhâm Dần 1302, tức là 2 năm sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, Trần Nhật Duật được phong làm Thái úy quốc công. Quý tộc họ Trần đồng thời được ban hai tước vị khác nhau, đó là tước vị quý tộc và tước vị triều đình. Với hệ thống tước vị quý tộc, Trần Nhật Duật được phong tới đại vương, nhưng với hệ thống tước vị triều đình, ông chỉ được phong tới mức cao nhất là quốc công. Năm Nhâm Tý 1324, ông được phong là Tả Thánh Thái Sư. Năm Kỷ Tỵ 1329, ông được giao phong là Chiêu Văn Đại Vương. Nhà văn hóa uyên bác. Nhật Duật thông sử sách, hâm mộ đạo giáo, nổi tiếng đương thời là người uyên bác. Nhà vua Anh Tông muốn tôn tiên từ Hoàng Thái Hậu lên một bậc nữa, nhưng không biết gia tôn thế nào. Khâm Từ Hoàng Thái Hậu đem việc ấy hỏi Nhật Duật, ông trả lời, tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Anh Tông có hai chiếc mũ võ là mũ đội khi duyệt và giản võ mà chưa có tên gọi. Khi đánh Chiêm Thành định đội, bèn sai ông đặt tên. Nhật Duật liền đặt một tên là Uy Vũ, một chiếc là Uy Đức. Nhà học của các hoàng tử là Tư Thiện Đường. Nhà học của Đông Cung Thái Tử là Tắc Trai, cũng đều do Nhật Duật đặt tên cả. Những tiết tấu âm nhạc, khúc điệu múa hát cũng do ông sáng tác. Trong nhà ngày ngày mở những cuộc hát sướng, làm trò mà vui, không ai chê là say đắm. Ông mất vào năm 1330, đời Trần Hiến Tông, thọ 75 tuổi. Bình sinh, ông là người tài hoa nhưng xét việc rất cẩn trọng, nghiêm nghị nhưng lại rất dễ gần, liêm khiết và nhân hậu khó ai sánh kịp. Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với giai đoạn vinh quang nhất của nhà Trần. Tài năng, đức độ, sự nghiêm minh ngay thẳng của ông cũng như các tướng văn, võ trong thân tộc nhà Trần cùng thế hệ với ông như là Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải góp phần không nhỏ vào sự tồn tại và hưng thịnh của nước Đại Việt thời Trần. Đó là thông tin khép lại video ngày hôm nay của Việt Sử Toán Thư về Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.